À, hôm nay chúng ta sẽ vẽ chân dung ha. Ở đây là mình vẽ cái tông màu á, là tông màu nóng ha. Để thể hiện bức chân dung á, trước tiên là mình phải dựng hình ha. Tương đối mình phải hiểu cái kích thước, cái giải phẫu của cái khuôn mặt từ cằm lên mũi ha. Từ mũi chân mày tới chân tóc là bằng nhau ha, nhưng mà ở đây tóc che thì cái phần từ chân mày đến tóc á, thì nó ngắn hơn. Ở đây là chủ yếu mình là lên cái mảng sáng tối, mảng sáng tối thì mình cứ đi cái mảng lớn thôi. Rồi sau đó cái mình mới bắt đầu mình đi vô chi tiết ha. Chi tiết là điểm nhấn của một bức tranh. À, mình đi mảng lớn, sau đó mình mới đi mảng nhỏ của cái phần sáng tối ha. Mình sẽ nhấn những cái phần mà xa gần để cho cái khuôn mặt nó có không gian. Thì để đạt được cái kỹ thuật mà vẽ thì mấy bạn phải từ từ vẽ ha. Đó, ở đây cái phần mà mình đang vẽ là cái phần áo ha, thì mình cũng lên mảng sáng tối của áo, những cái phần bắt sáng ha, đi mảng lớn ha. Cái gam màu tông màu là do mỗi người cái một sở thích ha, nhưng mà mấy bạn nên luyện vẽ nhiều lên nhiều cái tông màu á, thì mấy bạn sẽ hiểu rõ màu. Thế là màu sắc mình đừng có pha nhiều quá, pha nhiều cái màu nó sẽ bị đục lắm. Thì cơ bản khi mà lớp lót á, thì mình sẽ pha dầu thông ha, để cho nó mau khô. Thì cái kỹ thuật là béo trên gầy, tức là pha nó mau khô mỏng trước, rồi sau đó mình mới vẽ dày lên thì cái màu nó sẽ không bị nứt. Cái phần tối nó cũng có cái độ phản quang nữa, cái sáng tối, cái trong tối nó có độ sáng nhẹ và trong sáng thì có độ tối. Ở đây là dầu thông mình pha ha. Bây giờ mình sẽ dùng bay để mình làm cái phần nền. Thì khi mà làm cái phần nền đó, là mình là tạo cái độ sâu cho cái phần nền ha, thì mình pha dầu cho loãng lên. Khi mà khô xong á, thì cái độ đậm này nó sẽ mờ bớt, thì mấy bạn cứ trừ đi khoảng 3-4 độ là được. Ở đây mình tạo cái không gian xa gần cho cái nền ha, và mình tạo hiệu ứng cho cái chân dung mình, tại vì cái chân dung này là mình sáng tác. Ở đây mình ấy qua một lớp màu vậy thì cái độ đậm với độ sáng của cái màu nó sẽ đưa được cái không gian xa của cái tranh này. Ở đây mình pha thêm cái sáng tí để cho mình lấy được cái độ sáng và tối của cái những lần mình sử dụng bay ha. Cái bút pháp cho bay nó cũng giống như cọ vậy đó, thì chủ yếu là mình vững. Mình càng chồng lớp cái nền càng sâu á, nhiều lớp á, thì cái nền nó sẽ sâu hơn. Ở đây là bức tranh mình đã xong rồi, thì cái độ đậm nó sẽ tạo hiệu ứng cho đẹp hơn. Ở đây mình có một cái số chi tiết mình nhấn nhé cho nó đẹp hơn.